Linh đồ ăn, Linh đồ ăn được mặt chảy rồi anh em ạ. Ok, hello anh em. Thì clip hôm nay mình sẽ drone mấy anh Đen. Đấy, mình sẽ đang rủ mấy anh Đen là đứng ở dưới nhà. Tí mình sẽ kêu lên hết đây để thử thách. Đấy. Anh em nhìn thấy gì chưa? Mù tạt đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ vào bánh quy nhá. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình đó là mua mù tạt này để drone mấy anh Đen coi phản ứng của mấy anh Đen như thế nào này. Mình sẽ kẹp vào bánh này. Tí mình sẽ kêu tất cả anh Đen thử thách. Người nào ăn nhanh nhất, người đó sẽ chiến thắng. Đấy, sẽ để xem phản ứng của mấy anh Đen cái sốc mù tạt như thế nào nhé. Mình đã nghỉ tới rồi mà mắc cười rồi. Đấy, thì bây giờ là bỏ nhá. Bỏ bánh bánh quy này. Bỏ mù tạt vào và kẹp lại. Mù tạt này mình thấy bỏ ít thôi, để mấy anh sốc mạnh ấy. Tại vì người dân châu Phi là không quen ăn mù tạt đâu. Nên là lần đầu ăn thì bỏ ý thôi anh em ạ. Đỡ là mất tình cảm anh em. Tất cả là 4 người. Đấy, 4 người anh em ạ. Bọc tem rồi. Cái này mù tạt của Trung Quốc nha anh em, của Trung Quốc ấy, của người Trung Quốc bán. Trời, mùi nó càng quá. Như thế này thôi. Đấy. Trời, quá ngầu. Ok nha anh em, thì mình sẽ ở đây. Mình sẽ bỏ lên tên rồi. Thì mình sẽ kêu tất cả anh Đen lại thử thách ăn. Người nào ăn nhanh nhất sẽ được tiền. Cất mù tạt đi anh em ạ. Ôi. Ôi. Chuẩn bị yoga, chuẩn bị yoga. Chuẩn bị yoga. Chuẩn bị yoga. Victor đi đang là nấu cơm, nấu cá ở chỗ anh em ạ. Đấy. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Chuẩn bị yoga vào. Cuatro amigos của tao này. 4 tháng mô. Kêu lên. Kêu lên, kêu lên thử thách ăn mô. Thử thách ăn bánh quy. Thử thách em ăn bánh quy. Ăn bánh quy nhận tiền. Chó này vui lắm. Đấy nhá. Đây. Bánh quy này là... À, tí nữa là công bố thắng của nhà đẹp nhất. Ở dưới luôn. Nhưng mà thử thách thêm đó là một tháng là 2 cái cũng amigo đôi. Mẹ đây là Lê. Đấy, qua tu amigo. Các anh busa come rápido là nha, đôi mì lì. Ok, super ạ. Un, đôi. Nào, vô xe đôi này. Phải đi đôi này. Victor đi đôi này. Mình đi đôi này. Lê ba, om. Cái phải ra cái bộ tu đùa à cái đôi chứ mà đây chỉ ra cái đùa đùa cái bộ cái cái bộ ra cái đùa là cái đôi mì à
Ok, dính đấy anh em ạ, dính rồi, dính kèo rồi, dính kèo rồi anh em ạ. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello các bạn. Ok, hello, chào các bạn, tên là Lindo. Ok, hello, chào các bạn, tên là Fendi. Ok, hello, chào các bạn, tên là Mi Fitter. Hello, chào các bạn, tên là Mi Jê. Mi Jê, tôi tên là Mi Jê. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog. Yeah. Ok nha anh em, thì như đã hứa đó là anh Lindo và Victory nhảy, đó là ai cũng nói là chia đôi ra, chia ra ba, chia cho anh phải đi 1.000 đấy, nên là sẽ 4.000 này sẽ cho ba anh này chia đôi ra, mua thẻ gì thì mua đấy các kiểu ấy. Cảm ơn. Cảm ơn mua đây. Cảm ơn. Đây là 1.000 này, 4.000 này. 4.000. Ok. Thì hả? Nhưng mà đi. Cấm đi. Mình rồi một tháng 1.000 quan á. Mình nhìn rồi. Mình nhìn 1.000. Đó. Đấy, rất là vui anh em ạ. Nói chung là rất là nhộn nhịp. Khi có tiền vào thì rất là nhộn nhịp. Còn mà không có tiền thì mặt buồn lắm. Ok, thì clip chính hôm nay là sẽ thử thách nhá. Ăn bánh quy này. Ăn bánh quy nhận 2.000 này. Người nào ăn chiến thắng nhất, ăn nhanh nhất sẽ được 2.000, không kể thời gian bao nhiêu đấy, chỉ có một cái bánh thôi anh em ạ, một cái bánh thôi. Ok nhá. Lấy mấy cái mà, một này, hai này, ba này, bốn này, quattro ấy. Un amigo doi. Rồi, đi xa xô, come rapido e un doi từ đây này. Đây, để tao giới thiệu này. Canh, come, người ba này, busa, tu du đen, tu nothing này. Nothing này là da. À, là xô amigo của anh à. Eu về li. Ok chưa, anh em ơi, dính kèo rồi, bây giờ nhá. Bây giờ yêu ung đôi tres 1 2 3 là ăn có mẹ thì trò chơi như sau này là 4 bánh này, người nào ăn nhanh nhất người đó sẽ chiến thắng 2.000. Ok, ung đôi tres rapido ơi. Kì Linh đồ ăn được mặt chảy lên à? Ôi từ đây ra bên đâu ơi. Bye, đã nhăn mặt rồi, còn Victory nữa. Chưa hết. Khóc với anh nhờ, Victory đã cố gắng, ok, rất cố gắng. Cố gắng là ok. Đây, đây. Đây là. Đây là cái môn thủ. Đấy, Victory đã cố gắng, ngồi nhai ghi răng khóc hết. Agabo, trên nó Agabo, trên nó môn thủ. Eo già về mà chị. Đấy. Anh Victory, rất cố gắng anh em ạ, rất cố gắng. Thì phần thưởng đó là của anh Victory là chính xác, đúng không? Ok, đúng không? Gà nhà là đi. Dạ. Bây giờ về kia anh tu. Này, khóc chưa? Nước mắt rồi. Ê, si, ê. Tiền à? Tiền à, Ly. Ôi, wow. 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 Ôi, wow.
Đấy, anh đâu mà mệt rồi lao xe. Chắc anh Victory là gắng ăn anh em ạ. Đấy. Victory nói chung là tiền này, số tiền này rất là lớn đối với mấy anh Đen nên là rất là cố gắng. Nhưng mà phần thưởng này là Moreau cô mù. Ali, em ơi, chu bi Ali, chu bi Ali. Em ơi Ali đủ em vút từ. Số đó vút từ. Đấy, Mù Tạt đã chiến thắng ba anh Đen. Còn anh Victory thì rất cố gắng. Khóc nhưng mà vẫn ăn được anh em ạ. Tại vì số tiền này rất là quá lớn đối với anh Victory. Nên anh Victory phải cố gắng ăn để mua hai cái thẻ để gọi về nhà. Đấy, không phải là trò đùa đâu. Cái này là cũng rất là vui mà giải trí rất là cao. Tại vì Mù Tạt này cũng bình thường mà mình bỏ ít đó. Bỏ mà bỏ nhiều rồi này. Chịt ngay tại chỗ luôn. Có nhiều mồ ơi mưa nhèo đi. Cô mồ aki cô mồ. Nó sao bê? Nào à cô mê là phi cao cô mồ. Cái tờ bao đuôi tờ bao cái này đâu rồi. Cái tờ bao đuôi mút. Ôi mà đấy. Đau đầu anh em ạ. Nói chung là cái này sốc lên mũi ấy. Mũi nó điếc lỗ tai này rồi khóc này đấy các kiểu luôn. Ôi trời, đi rồi chết. Mùi hôm khóc nhiều quá, không có ăn một lần này. Khóc đấy, đúng là khóc thật. Khổ lắm, khổ, ăn cái này khổ quá. Ôi giời, đi này chết một lần thôi. Muốn đúng không? Ừ, bố mày con mẹ bố. Victory là cố gắng, mình xem Victory là không nhả ra nhá. Ba anh Đen nhả bánh ra. Ok, thì clip hôm nay thì mình cũng làm theo yêu cầu các bạn. Đó là trôn mấy anh Đen Mù Tạt. Nhưng mà không trôn được Victory anh em ạ. Victory quá khủng luôn, ăn hết luôn, lấy tiền luôn, trời chết. Ok, thì clip hôm nay mình sẽ dừng tại đây nhá. Và nếu các bạn thấy hay cho mình một like, share và đăng ký kênh Wally Vlog để cùng mình nha. Chào các bạn.